Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với YouTube của mình nha. Video này mình sẽ tô một sản phẩm cá voi nha các bạn. Còn đây mình sẽ tô một sản phẩm chúa sơn lâm. Đây sẽ là sản phẩm dê gặm quán các bạn. Đây con cá vậy nha, và con tinh nguyên như này mà cứ ngồi nói chuyện hết cả video được. Nói chuyện là mình ngồi nói chuyện dài. Ví dụ như là em chưa like hoặc là nói chuyện thứ tư. Nói chuyện vừa thôi, nói chuyện quá. Chán quá. Nói chuyện cũng được sao? Vô cùng đội chén lên cái lớp mà thì họ quay thì ai mua cái nền là cái sản phẩm không? Mày chả có điện thoại này, chán đi chứ. Mày có điện thoại như này nhỉ? Anh có cần nói chuyện với mày đâu.
có biết cái phích ngoài đây không nhỉ? Rồi, em muốn mang đi nhà. Như vậy video của mình đến đây là kết thúc rồi nha các bạn. Dê gặp cỏ này các bạn ạ. Sản phẩm cá voi của mình đây. Phố Sinh Lâm. Nếu các bạn thấy video mình hay thì kia thì cho mình nhấn like để đăng ký kênh nha. Xin chào tất cả các bạn. Mọi người xem video của mình, các tập hợp của mình. Thì mình đã tốt xong.